Thì để làm hình ảnh làm sao cho nó hiệu quả, chúng ta sẽ đi đến cái phần 12 nguyên tắc làm hình ảnh. Nguyên tắc đầu tiên đó là một cái bài post, một cái bài content các bạn dùng để chạy quảng cáo thì các bạn nên đăng ít nhất 4 ảnh trở lên. Được chưa? Các bạn nhìn lên trên cái ví dụ thì bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Là cái bố cục 4 ảnh trở lên bao giờ nó cũng sẽ đem lại cái cảm nhận tốt hơn rất nhiều, cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều đối với khách hàng khi họ lướt cái bài viết của bạn ở trên quảng cáo trên Facebook. Họ nhìn thấy, họ sẽ thấy đây là một cái bài post rất là chuyên nghiệp. Cái nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta nên có, đặc biệt là những bạn kinh doanh thời trang, chúng ta nên có những cái người mẫu mà họ có ngoại hình, họ tức là mẫu đẹp trai xinh gái đấy, họ nhìn thẳng vào người đối diện và cái ánh mắt của họ thu hút cái người đối diện thì cái tỷ lệ mà khách hàng click vào quảng cáo nó sẽ rất là cao và họ sẽ bị hút vào cái bài quảng cáo của các bạn nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn khi họ lướt cái bài quảng cáo của bạn trên Facebook. Cái nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta nên có sự xuất hiện của những cái KOL, hot girl và hot boy nổi tiếng. Nguyên tắc thứ tư đó là ảnh đầu tiên chụp, được chưa? Thì chúng ta nên chụp cái mặt chính diện và cái mặt nổi bật nhất của sản phẩm và các ảnh phía sau chúng ta sẽ chụp các góc nghiêng và cái góc chụp chi tiết nếu như các bạn đang chạy quảng cáo và bán một cái sản phẩm duy nhất. Nguyên tắc thứ năm đó là nếu các bạn đang chạy quảng cáo mà có bối cảnh thì chúng ta nên làm những cái bối cảnh đẹp và chuyên nghiệp, những cái concept sáng tạo được tạo cảm xúc cho khách hàng. Ví dụ như cái content ở trên slide các bạn đang nhìn thấy thì đây là bối cảnh showroom và bên này họ kinh doanh cái mảng thời trang nhưng mà họ bán sỉ, bán buôn. Đấy chưa? Thì họ sẽ đăng cái hình ảnh cái bối cảnh showroom của họ. Ngoài ra bên dưới thì có những cái bối cảnh về hàng hóa ở trong xưởng của họ. Thì cái điều này sẽ khiến cho khi khách hàng họ lướt qua, họ sẽ biết ngay thứ nhất cái quy mô thương hiệu là như nào, thứ hai là chúng ta bán gì, họ chuyên về bán lẻ hay bán gì. Thì cái bối cảnh nó rất quan trọng. Cái nguyên tắc thứ 6 đó là màu background nên tương phản với màu sản phẩm để làm nổi bật cái màu sản phẩm lên. Rất nhiều người đang làm hình ảnh nhưng mà chúng ta không biết cái nguyên tắc này, chúng ta không tập trung vào màu sắc. Thì cái màu sắc là một điều rất quan trọng để khi khách hàng họ lướt qua thì họ sẽ nhìn thấy cái sự nổi bật của sản phẩm của bạn và nó tôn cái sản phẩm lên. Thì cái sự tương tác với cả fanpage, tương tác với cái bài quảng cáo nó sẽ cao hơn. Nguyên tắc thứ 7 đó là chúng ta nên chèn text vừa đủ vào ảnh về những cái lợi ích, về những cái khuyến mãi, về những cái ưu đãi dành cho khách hàng để khiến cho khách hàng họ nhìn, họ sẽ đọc những cái thông tin đó, những cái lợi ích đó, những cái ưu đãi đó ở trên ảnh trước. Bởi vì cái tâm lý của khách hàng họ rất lười đọc cái phần chữ, họ rất thích đọc chữ nhưng mà họ thích đọc chữ ở trên ảnh. Vậy chúng ta chèn ở trên ảnh thì khách hàng họ sẽ chú ý hơn, họ sẽ đọc kỹ hơn. Và nguyên tắc thứ 8 đó là chúng ta nên sử dụng cái bố cục ảnh chữ nhật ngang và cộng với các cái ảnh vuông bên dưới để thu hút sự chú ý khách hàng, bởi vì cái ảnh bố cục ngang thì nó rất là lớn và đặc biệt phù hợp với những cái bạn mà chúng ta đang có thể là chúng ta chèn những cái thông điệp vào hình ảnh hoặc chúng ta quảng cáo cái bối cảnh cái cửa hàng, thì chúng ta nên sử dụng cái bố cục này song song với những cái bố cục khác. Nguyên tắc thứ 9 đó là hình ảnh phải có điểm nhấn độc đáo, hài hước, táo bạo hoặc lạ thường để khiến cho khách hàng khi họ lướt Facebook và họ lướt qua cái bài quảng cáo của các bạn thì cái điều gì sẽ là cái điều khiến họ giữ lại, họ kéo ngược lại để giữ chân họ, để họ chú ý và họ sẽ đọc cái bài content của các bạn, từ đó họ tương tác và họ mua sản phẩm của bạn. Thì nó cần phải có một cái điểm độc đáo, nó cần phải có một cái điểm khác biệt hoặc là nó cần một cái sự táo bạo. Nguyên tắc thứ 10 đó chúng ta nên sử dụng cái gam màu nóng để tạo ấn tượng về thị giác khi khách hàng lướt qua các cái bài quảng cáo. Gam màu nóng ví dụ như cam, đỏ, vàng, vân vân, thì những cái gam màu nóng này được chứng tỏ là gì ạ? Về mặt thị giác nó sẽ khiến cho khách hàng bị thu hút ngay lập tức và cái tỷ lệ click vào cái bài quảng cáo nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và nguyên tắc thứ 11 là nếu bị quá phần trăm text thì chúng ta thêm chữ vào trong hình ảnh, nhưng nếu bị quá phần trăm text thì chúng ta sử dụng cái bố cục vừa lúc nãy là bố cục 4 ảnh vuông, nhưng mà chúng ta thiết kế một cái hình ảnh lớn, sau đó chúng ta cắt nó ra thành 4 ảnh nhỏ và sau đó chúng ta sẽ đăng 4 cái ảnh nhỏ đó để ghép lại thành một cái ảnh lớn, truyền tải thông điệp lớn chúng ta, thì nó sẽ không bị quá phần trăm text. Rồi cái nguyên tắc thứ 12 đó chúng ta nên chụp cái hình ảnh cửa hàng cái lúc đông khách hoặc là số lượng đơn hàng lớn hoặc là những cái chương trình khai trương tương bừng để tạo ra một cái tâm lý hiệu ứng đám đông cho khách hàng, để từ đó khách hàng họ sẽ đưa ra quyết định dễ hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến 10 nguyên tắc để làm video. Nguyên tắc đầu tiên đó là cái video của các bạn nên dài từ 30 giây đến tối đa 3 phút. Video không nên dài quá, bởi vì nếu dài quá mà nó không cô đọng thì sẽ có cái tỷ lệ click rất là thấp và cái tỷ lệ khách hàng comment, khách hàng inbox cực kỳ thấp, và từ đó thì cái tỷ lệ ra đơn của các bạn nó cũng sẽ kém và các bạn sẽ không thể có được cái chiến dịch tốt. Cái nguyên tắc thứ hai là trong 3 giây đầu tiên bằng mọi giá các bạn cần phải tạo được cái ấn tượng mạnh để giữ chân khách hàng. Và chúng ta không giới thiệu dài dòng, tuyệt đối nhớ một cái nguyên tắc khi chúng ta làm video đó, chúng ta không làm những cái video giới thiệu dài dòng
về sản phẩm rồi về thương hiệu chúng ta không làm những cái dạng video kiểu đó. Những cái dạng video kiểu đó chúng ta chỉ có thể quảng cáo ở trên truyền hình thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn chạy quảng cáo trên Facebook hiệu quả thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm video một cách thương mại, có nghĩa là gì ạ? Chúng ta phải đi thẳng trực tiếp vào vấn đề luôn, vào trải nghiệm của khách hàng, vào sản phẩm luôn, được chưa? Và cái nguyên tắc thứ ba đó là cái video phải thể hiện được rõ cái tính năng nổi bật của sản phẩm, và nó đi từ cái quá trình sử dụng đến cái kết quả, đến cái hiệu quả cuối cùng của cái sản phẩm đó. Ở trên cái slide các bạn có thể nhìn thấy một cái ví dụ, đó là một cái sản phẩm tên là Sip Servin, thì họ có làm một cái video chi tiết, và ở đây các bạn nhìn thấy nó có cái sự so sánh rõ rệt giữa những cái sản phẩm thường và những cái sản phẩm của họ. Cái video này nó có một cái quá trình là gì, họ sử dụng sản phẩm thường như thế nào và cuối cùng họ sử dụng cái sản phẩm của họ thì kết quả như thế nào. Hay là đặc biệt những cái bạn chúng ta đang làm những cái sản phẩm về thuốc, về dược hoặc là về mỹ phẩm, chúng ta có thể đi từ cái khởi điểm, từ cái bắt đầu của khách hàng cho đến khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm, thì nó sẽ giúp cho khách hàng có được những cái kết quả như nào và nó sẽ giúp khách hàng giải quyết những cái vấn đề, giải quyết những cái nỗi đau của mình như thế nào. Rồi cái nguyên tắc thứ tư đó là chúng ta nên so sánh trước và sau để làm nổi bật cái hiệu quả và sự vượt trội, chứng minh cái kết quả trông thấy của sản phẩm. Được chưa? Đây là một cái nguyên tắc rất mạnh mẽ để chúng ta làm cái nội dung video làm sao cho nó có nhiều cái lượt chuyển đổi. Nguyên tắc thứ năm đó là chúng ta nên thêm một cái tiêu đề mang tính thúc giục trên video để thu hút. Những cái tiêu đề mà chúng ta để bên dưới dưới dạng gì ạ? Dưới dạng chữ in đậm. Nguyên tắc thứ sáu là chúng ta nên thêm những cái nhạc nền nổi bật, và chúng ta nên cho những cái lồng tiếng hay còn gọi là voice up đấy, chúng ta thêm nhạc nền, được chưa? Chúng ta quay video như bình thường nhưng chúng ta sẽ lồng tiếng để cho cái video nó chuyên nghiệp hơn và khách hàng họ nghe cái âm thanh nó sẽ rõ ràng hơn khi là chúng ta quay mà chúng ta nói trực tiếp. Cái nguyên tắc thứ bảy đó là video nên có một cái bối cảnh đẹp, nổi bật và mang tính quy mô, ví dụ như cửa hàng này, xưởng sản xuất này, lớp học này, vân vân. Đó, nguyên tắc thứ 8 đó chúng ta hãy luôn luôn nhớ làm những cái video dưới dạng testimonial và câu chuyện thành công. Thì testimonial là gì? Nó chính là cái feedback khách hàng ở dưới dạng video, dưới dạng cảm nghĩ của khách hàng, mà bạn phỏng vấn trực tiếp khách hàng và khách hàng họ chia sẻ cái cảm nhận, cái sự hài lòng sau khi họ trải nghiệm cái sản phẩm và dịch vụ các bạn. Còn cái câu chuyện thành công là họ đã thay đổi bản thân họ như thế nào, họ đã giải quyết được những vấn đề, những nỗi đau của họ như thế nào qua cái quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Thì chúng ta nên có cái phần này, chúng ta luôn luôn nên quay cái phần này, và chúng ta có thể để vào đầu video hoặc là cuối video, hoặc là chúng ta làm hẳn thành một video riêng để chúng ta chạy quảng cáo, thì nó cũng rất là hiệu quả. Nguyên tắc thứ 9 đó chúng ta nên nhớ thêm cái hiệu ứng chữ ở trong video để khiến cho khách hàng ghi nhớ thông điệp một cách tốt hơn. Chúng ta nên có hiệu ứng chữ để khách hàng ghi nhớ thông điệp một cách tốt hơn. Các bạn nhìn vào cái ví dụ này, vẫn là cái ví dụ bên dưới, thì ở đây họ có so sánh hai cái sản phẩm, họ có để cái tiêu đề đây, đây là xịt thường này và xịt sơ vi này. Ngoài ra thì họ cũng có cho chạy một cái dòng chữ ở bên dưới ghi giá, nếu mà mua theo combo thì là họ sẽ giảm giá còn bao nhiêu, cái ưu đãi sẽ là như thế nào. Được chưa? Thì chúng ta nên có những cái hiệu ứng chữ này để cho khách hàng không chỉ họ xem video mà họ còn nắm bắt được cái thông tin mà chúng ta muốn truyền tải, những thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải nó dễ dàng hơn, nó nhanh hơn. Và cái nguyên tắc thứ 10 đó là gì ạ? Chúng ta nên tăng tốc độ những cái phần không quan trọng để rút ngắn cái thời lượng video, hoặc chúng ta cắt bớt đi những cái phần thừa để cho video nó cô đọng hơn, nó đi vào trọng tâm hơn và quảng cáo nó sẽ hiệu quả hơn.